À nó cũng tê nhỉ. Rồi chuẩn bị, tất cả sẵn sàng, 1 phút 30 giây để xóa đi số nợ 2 triệu rưỡi của vòng 2. Bắt đầu. Xin chào anh em nhá. Ây giời, tiếp tục luyện tập tư duy điều bi cùng mình nhá. 1 điều 2, 3 này. Má trên rồi đúng không? Một băng xuống đây ăn 3 thôi. Còn gì nữa bây giờ? Rồi, một băng xuống ăn 3 thôi. Hơi mạnh lực à. Tô xuống ăn 3 này. 3 điều 5 thì cũng má dưới luôn. Một băng ăn 5 lỗ 10. Hết hình rồi đấy bạn. Trời. Ngọn cờ rao mướt quá anh em ơi. Quảng cáo trá hình á. Đấy. Đấy, đây là ngọn cờ rao hỗ trợ không chết cái anh em ơi. Điểm chết này góc ra này, đẩy xuống đây thôi. Mặt trên con 6 rồi đúng không? Bấm xuống ăn 7. Rồi, một băng xuống ăn 7 cũng được. 7 điều 8 thì má thẳng rồi đúng không? Trô lại thôi. Con này cẩn thận nhé. Ây chà, chết chà. Thôi nhưng mà không sao nữa mọi người, vẫn vậy. 8 qua ăn 8 thôi. Còn không thì ăn lỗ 10 cho nó sần điệu. Nhưng mà để an toàn thì cu lê lên cho nó nhàn nha mà. Đừng quá cầu kỳ. Điểm chết góc ra này 2 băng lên thôi, chọn mắt thuận. Mắt mình thuận bên nào thì mình đứng bên đó thôi. Mình thuận mắt trái thì mình chọn mắt trên. Mắt thuận nó tự tin hơn nên mà. Nói chung là tập thì tập cả hai mắt nhưng mà. Nhưng mà nếu mà mình chọn được cái mắt thuận của mình thì chốt nó cũng tự tin hơn, nó đỡ tê hơn. Thì đó. À nó cũng tê nhỉ. Chúc anh em thành công nhé, hẹn anh clip lần sau nhé.